đến hẹn lại lên. Chương trình Gala Ngày Trở Về sẽ quay lại với khán giả vào dịp Tết cổ truyền năm nay với chủ đề Quê hương dẫn lối ta về. Trong chương trình năm nay, chúng ta sẽ cùng được thưởng thức một tiết mục độc đáo của tài năng ca nhạc Cao Bá Hưng, người đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả với những ca khúc mang màu sắc âm nhạc dân gian trong thời gian qua. Trong chương trình Gala Ngày Trở Về năm nay, Cao Bá Hưng sẽ cùng phối hợp cùng hơn 30 bạn trẻ để biểu diễn những ca khúc nhằm tôn vinh các bạn trẻ gốc Việt ở nước ngoài, tuy xa quê hương nhưng vẫn luôn hướng về cội nguồn. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Trong chương trình Ngày Trở Về VTV năm nay, Hưng có đem đến hai tiết mục. Thứ nhất là ca khúc Việt Nam trong tôi là của nhạc sĩ Yến Lê, và ca khúc tiết mục thứ hai nó chính là một liên khúc gồm Như Những Hòn Bi Xanh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng với ca khúc Tên Tôi Việt Nam của nhạc sĩ Hoàng Tôn và Khúc Hồ và nhiều nghệ sĩ khác. Cái thông điệp của hai cái tiết mục này mà Hưng và những người anh người chị trong chương trình muốn mang đến đó là dù có ở đâu, dù chúng ta đang ở Việt Nam hay là xa xứ, thì chúng ta vẫn nhớ về cái gốc nguồn cội của mình. Quê hương là nơi để trở về. Và Hưng hy vọng là qua hai cái tác phẩm âm nhạc này có thể tiếp thêm được những cái ngọn lửa tinh thần về lòng yêu nước, yêu dân tộc, yêu đồng bào, yêu thương cha mẹ chúng ta. Thì hy vọng là có thể thắp được cái ngọn lửa đấy đến với nhiều các cái khán giả nghe nhạc hơn nữa. Và chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ và bình an. Đón xem chương trình Gala Ngày Trở Về 2023 Quê Hương Dẫn Lối Ta Về vào lúc 1 giờ, 8 giờ, 19 giờ 30 ngày 22 tháng 1, tức mùng 1 Tết trên sóng VTV4, 20 giờ 05 ngày 24 tháng 1, tức mùng 3 Tết trên sóng VTV1.